Rồi, lời đầu tiên, Huy Cường Olo gửi lời chào sức khỏe đến toàn thể các bác có chung niềm đam mê âm thanh trên mọi miền Tổ quốc nha. Thì hôm nay bên em có cập nhật được một mẫu dây tín hiệu và mẫu dây ba lăng hàng nhập khẩu nha. Thì trước khi xem video, các bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Và là kết bạn Zalo, hai số điện thoại trên màn hình của các bác đây ạ. Đây, hai số điện thoại trên màn hình của các bác. Hai số điện thoại này là bên em chuyên dùng nha các bác. Đó. Huy Cường Audio 0775 264 888 0354 725 058. Rồi, thì bây giờ các bác cùng em đi vào chi tiết sản phẩm nha. Trước tiên, đây em sẽ giới thiệu cho các bác cặp dây tín hiệu. Đó. Đây, trên tay em đây chính là một cặp dây tín hiệu. Nhìn qua thì chắc là các bác cũng biết là dây nó là dây bạc rồi. Đó. Thì các bác có thể hiểu được, nhìn thế này là các bác đã biết là dây bạc rồi. Dây này thì người ta đan 12 sợi nha. Đó, 12 sợi mà lõi của nó là lõi 4 chấm nha các bác. Đấy, anh em thử thấy không? Dây rất là đẹp, rất là tinh tế. Đấy. Đó, dây này là dây bên em nhập khẩu đàng hoàng nha, chứ không có đi quay ở Việt Nam hay gì cả. À, này là hàng người ta đi quay bên nước ngoài nha. Đó, dây nhập khẩu tại Nhật. Đó, đây. Đấy, thì một cặp dây tín hiệu như này được thiết kế 12 lõi đồng mạ bạc. Dây bên ngoài thì chống cháy cho anh em rồi. Đó. Đây, và bây giờ em sẽ quay chi tiết cái đầu rắc để tháo ra cho anh em coi. Đấy. Đấy, đây chính là cái đầu rắc của nó này. Đấy, các bác nhìn. Đó, mạ chrome chống oxy hóa. Đấy. Rất là đều đẹp. Đầu rắc người ta cũng rất là cao cấp nha các bác. Đấy, các bác thì thấy rồi đấy. Đấy, rất là chất lượng. Đấy, em quay chi tiết tỉ mỉ cho anh em xem từ bên trong lẫn bên ngoài. Sản phẩm này giá trị nó cũng khá là cao, không đến nỗi là dây rất là ok. Đó, đây các bác nhìn thấy ạ. Trên tay em đây, em để xa các bác nhìn thấy. Đấy, đây bên trước mặt kia chính là cặp ba lăng nha. Đó, đây. Dây này thì bên em nhập về nó chỉ có chiều dài là 1 mét nha. Đó, chứ không có mét rưỡi nha các bác. Đấy. Dòng này bên em nhập khẩu chỉ có 1 mét. Đấy, em mới về hàng thì em làm quay luôn cho anh em xem. Đấy, để anh em có sự đầu tư hợp lý để có dịp trời chơi chơi dịp Tết Nguyên Đán nha. Thì cũng không để mất thời gian của anh em nữa. Đấy, thì bây giờ em sẽ báo giá luôn cặp dây tín hiệu này. Thì em bán cho anh em với giá là 2.300.000 một cặp nha. 2.300.000 một cặp. Đó. Đầu rắc khóa. Đấy, carbon chống oxy khóa. Đấy, dây là dây bạc, đồng mạ bạc. Tỷ lệ pha bạc của nó lên đến 70% nha các bác. Đấy. Giá là 2.300.000 một cặp. Các bác có thấy không? Để xa cho các bác xem cặp dây tín hiệu nha. Đó. Và tiếp đến chính là cặp dây, bây giờ em để gọn cặp dây tín hiệu này nha. Đây em để gọn vào đây. Đấy, em để đây cho anh xem. Rồi. Tiếp đến nó chính là cặp dây ba lăng. Đây. Thì cũng không có gì là đặc sắc cả. Vì dòng này thì dây tín hiệu và dây ba lăng thì nó đều là chung một loại dây. Đó. Thì từ thiết kế dây nó cũng là đan 12 lõi nha. Đan 12 lõi nha các bác. Đấy. Các bác thấy ạ. Đan 12 sợi nha. Đấy, đầu rắc, đây là đầu rắc này. Đầu rắc của nó cũng là đầu rắc carbon luôn. Đấy. Đầu rắc này đây rất là cao cấp, các bác nhìn thấy đầu rắc carbon mà nó này. Đây, mạ carbon cho anh em. Anh em chơi không bao giờ bị oxy hóa được nha. Là chân rắc của nó đây. Đây. Thì một cặp dây ba lăng này thì giá nó cũng cao hơn mà dây tín hiệu một chút nha. Đó, anh em có thể thấy là cặp dây ba lăng đây nha. Em để xa ra cho anh em xem đây, anh em cùng chiêm ngưỡng. Đó, thì cặp ba lăng em bán cho anh em với giá là chỉ có 2.500.000 nha. Tất cả giá là em bao ship toàn quốc và bên em không có cọc làm gì cả. Anh em là thiện chí mua thì alo, em ship hàng toàn quốc nha. Ship hàng, nhận hàng, kiểm tra thanh toán đúng như sản phẩm em quảng cáo thì các bác nhận hàng nha. Đó,
chứ bên em không cần phải cọc đó. Mặc dù giá trị cao nhưng em cũng không cần bắt các bác phải cọc làm gì nha. Đó, thì giá của nó là chỉ có 2.500.000 một cặp dây 35. Đấy. Đấy, những dòng bác là thích những dây bạc thì lên đầu tư những cặp như thế này, chất lượng rất là cao. Đó, hàng thì bên em bán cho anh em này giá rất là tốt nha. Đấy, đấy, hoặc là anh em rồi thì, sau cùng đây cái này bạn này bạn ạ. Ừ. Thì, sau cùng Huy Cường Audio gửi lời chào tất cả các bác nha, thì hẹn các bác ở những video kế tiếp. Ừ. Thì giá sản phẩm thì bên em đã báo cho anh em rồi đó, thì em quay đây để em quay lại cái thân dây cho anh em xem một lần nữa nha. Đó, đây, đầu rắc của nó đây là đầu rắc AV và đầu rắc Calon nha. Ừ. À, hàng bên em đặt nha nên là chất lượng nó rất là cao, anh em không cần phải lo lắng về cái chất lượng nha, sản phẩm cực kỳ là tuyệt vời rồi đó. Thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng thì các bác liên hệ hai số điện thoại này cho em nha, 0775 264 858 hoặc 0354 725 058 nha. Đó, Huy Cường Audio thân ái chào tạm biệt tất cả các bác, hẹn tất cả các bác ở những video kế tiếp ạ.